cá to này, cá lóc, cá tê. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Cường đấy nhé các bạn. Thì sáng nay mùng 2 tháng 9 năm 2023 mình ra thăm đồng, thì tiện thể mình chia sẻ video clip này cho các bạn xem nhé. Nói chung là lúa của mình nó cũng trong cái giai đoạn là chuẩn bị gặt rồi các bạn. Tầm một tuần nữa là sau khi mà nó qua cái cơn bão Sao La, nó hết ảnh hưởng, nó đỡ mưa thì nắng nắng lên ráo ráo một xíu thì mình sẽ bắt đầu mình kêu máy vô để thu hoạch nha các bạn. Thì nói chung là cái sức ảnh hưởng của cơn bão này so với khu vực của mình đang sinh sống thì rất lớn các bạn. Mấy ngày nay trời nó mưa dầm liên tục luôn, mưa gió cũng khá nhiều, nước nó bình thường là nó rất ít nhưng mà nay nó đã tràn bờ hết các bạn, nước nó ngập tràn bờ hết rồi. Tuy nhiên có một cái đáng mừng đó là lúa của mình nó không có bị cái tình trạng gọi là đổ ngã các bạn. Thì không biết là mình nói mà xém vía mình nói trước thì không biết như thế nào, tại vì giờ tới lúc gặt thì cũng nằm ở trong độ khoảng 7 đến 10 ngày nữa thì nhưng mà chắc chắn sẽ sau cơn bão này thì nó sẽ đỡ mưa thôi các bạn. Thì ở ngoài khơi ngoài biển thì bên phía Trung Quốc thì có 2-3 cơn bão đang chồng nhau, nhưng mà không biết là trong khoảng một tuần nữa thì nó như thế nào thôi. Nhưng mà hy vọng rằng là trời nó nắng ráo nha các bạn. Thì các bạn thường xem video trên kênh YouTube của mình thì chắc các bạn cũng biết là cái đám ruộng này mình làm cũng vài vụ gần đây thôi các bạn, làm 3 năm. Tuy nhiên là trừ năm Covid thì mình không có làm được. Nói chung là bị cách ly rồi bị giãn cách đồ đó vân vân thì mình không có tham gia làm ruộng được. Thì mình bỏ những năm đó, còn lại hầu như là năm nào mình cũng làm 1-2 vụ. Cái năng suất trung bình cho cái miếng ruộng này thì nằm ở khoảng 10 bao trên một vụ các bạn. Diện tích thì khoảng 800 m². 10 bao là bao bao tươi nha các bạn. Còn nếu mà vụ nào trúng trúng thì được 15 bao. Khi mà về mà rê rồi phơi khô rồi rê rồi ra hết thì khoảng còn 8 bao các bạn. 7 tới 8 bao nha. Nói chung là một bao khoảng 55 60 kg. Bao lớn ha. Thì nói chung là mình làm cái ruộng này nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết á. Các bạn thấy một bên là lúa đổ ngã rất nhiều này. Đây các bạn ha. Lúa mà nước nó ngập như thế này thì nếu mà nó không có rút khoảng 3 ngày nữa trời cũng còn mưa nhiều các bạn. Thì tình trạng là lúa nó hư thì không thể nào mà giải quyết dứt điểm được rồi. Nó ngã rất nhiều. Trời nó mưa rồi thì máy nó cũng không xuống, cũng như là có gặt về thì cũng không có phơi được các bạn. Sân thì nhỏ mà trời thì mưa. Các bạn thấy là nó ngã rùi hết như thế này. Thì bên mình thì cũng có lác đác vài chỗ, nhưng mà cái đây chắc là mấy người đi chích điện bắt cá này. Chứ còn nếu mà nó ngã thì nó diện tích nó ngã nhiều hơn, chứ nó không ngã một khóm chút xíu nha các bạn. Đây nhìn giống dấu chân người bước vô bắt cá, bắt rắn thì đúng hơn là nó tự ngã ha. Làm này ngoài cái sự ảnh hưởng của thời tiết thì cũng ảnh hưởng tới yếu tố con người rất nhiều. Tại vì con nít hoặc người lớn đồ người ta hay đi bắt cua này, bắt ốc này, bắt cá này, hay đi dí điện này thì cũng hay là lội xuống dưới ruộng. Cũng hay không có để ý tới cái công lao của mình, của người trồng lúa các bạn ha, cũng không có để gì hết. Mà đặc biệt là cái mùa kia thì bò ngé dê rồi nó vô nó ăn cũng rất là nhiều, nên là làm không phải là lúc nào cũng được như ý muốn ha. Đây các bạn nhìn thấy những cái dế lúa ha, các bạn thấy không, nó ăn triệu xuống như này thì nó sắp chín rồi các bạn.
Nắng ráo lên nếu mà ok thì khoảng như nãy giờ mình nói khoảng 1 tuần nữa là có thể gặt được. Thì các bạn xem clip trên kênh YouTube của mình, các bạn hỏi vì sao mình phun cái thuốc gì trong cái giai đoạn trổ mà lá lúa nó ra cái màu được đẹp như thế này. Thì các bạn biết là chỗ này đất nó rất là xấu nha, nó không có được thiên nhiên ưu đãi như những cái khu vực ven sông. Thì mình chăm sóc nó cũng bình thường thôi. Đáng lẽ là những cái năm thường xuyên là mình bón 3 vụ phân. Tuy nhiên là cái đợt này là do mình bận nhiều công việc nên là mình bỏ qua cái vụ phân thứ ba nha các bạn. Bỏ qua vụ phân thứ ba. Tuy nhiên là lúa nó cũng năng suất cũng nhìn thấy cũng rất là ok. Thì cái đợt đầu mà mình bón phân và mình phun thuốc thì nằm ở giai đoạn 8 đêm. Đợt thứ hai là 18 đêm và đợt thứ ba mình bỏ qua. Thì mình phân thì mình bón NPK bình thường thôi. Có thể bón phân người ta trộn sẵn theo tỷ lệ. Thì các bạn nhìn cái lúa, nếu mà lúa nó cứng cáp thì các bạn có thể là bón đạm nhiều hơn. Nếu mà lúa nó cảm thấy nó yếu yếu thì các bạn chọn tỷ lệ đạm với kali nó ngang nhau, còn lân thì nó bổ sung rồi, nó kèm theo rồi. Nếu mà các bạn kinh nghiệm cao thì các bạn có thể là chọn phân rời, các bạn mua phân rời về các bạn tự trộn, có nghĩa là thích trộn theo tỷ lệ như thế nào thì các bạn tự trộn tự thích. Thì cái đó là về kinh nghiệm lâu dài của các bạn là các bạn tự trộn phân đạm lân kali, rồi nói chung trộn thêm những cái thành phần mà nó bổ sung cái khoáng chất, cái dinh dưỡng cho cây lúa nha. Thì sau cứ mỗi lần bón phân á, thì mình đều phun thuốc giống nhau, đó là thuốc trừ sâu, thuốc phòng ngừa vi khuẩn, rồi thuốc phòng ngừa đạo ôn. Thì lần nào mình cũng làm giống nhau. Thì đợt 1 và đợt 2 thì mình làm như thế, nhưng tuy nhiên đợt 3 thì mình không có bón vô cái phân đợt 3, nên là mình sẽ phun thêm cái phân bón lá nha các bạn, phân bón lá siêu kali bón lá, thì mình phun có 1 bình thôi. Thì từ cái lúa mà mình bón phân lúc đầu thì những cái phân đạm đồ nó vô á, là cái lúa rất là xanh. Thì khi mà mình phun cái phân bón lá, cái phân kali vô á, thì cái lá nó ra, nó chuyển ra cái màu này. Khi mà lúa nó bắt đầu nó chín thì nó xuống màu rất đẹp các bạn. Nhìn cái màu lá lúa rất là mướt nha. Đây, so với những cái đám lân cận thì nói chung là cái miếng ruộng của mình vẫn nhìn nó ưa nhìn hơn, vẫn thấy nó ok hơn, là mình thấy vui rồi. Còn nếu mà tình trạng 1 tuần nữa nó diễn biến tốt đẹp thì thu hoạch chắc là thành công. Còn những cái miếng ruộng như thế này thì các bạn thấy là nó đổ ngã rất nhiều, đổ ngã rất nhiều. Những khúc như thế này chỉ có xuống lội xuống lấy tay lấy liềm gặt thôi, chứ không thể mà máy cắt nó cắt được các bạn. Tại vì giờ nước cũng rất là nhiều, bão thì chưa vô nhưng mà lúa thì đã hư rồi. Thì mình chia sẻ sơ cho các bạn thôi. Thường á, người ta nói là sau khi bón phân xong sẽ xuống nước rồi phơi nắng đồ thì lá nó mới ra được màu vàng nó đẹp. Tuy nhiên là các bạn biết là chỗ mình như này thì không thể nào rút được, chỗ này là vùng trũng các bạn. Khi mà nước nó mưa thì nó ngập, mà nửa thân cây lúa như này không có chỗ nào mà thoát đi được hết á. Nên là mình không có cái giai đoạn gọi là cắt nước để mình phơi ruộng để cho lúa nó khô nó ráo ha. Mình không có cái giai đoạn đó. Chứ còn nếu mà các bạn có cái giai đoạn cắt nước á, thì cái màu lúa nếu mà nó xanh quá thì các bạn chỉ còn phơi 2 3 hôm thôi. Khi mà nó bắt đầu nó chín như này thì các bạn phơi thì ý là cắt nước nha, các bạn rút hết nước đi, các bạn phơi ruộng cho nó khô nó ráo để cái chân ruộng nó cứng thì cây lúa nó sẽ lá nó chuyển sang cái màu nó vàng hơn. Nhưng mà màu này thì nhìn rất đẹp rồi, tới khi thu hoạch thì cái lá lúa nó vẫn còn xanh tươi, nó vẫn còn rất đẹp nha các bạn. Thì hầu như là cái xuyên suốt từ tháng 7 và tháng 8 các bạn, từ tháng 7 và tháng 8 thì cái ruộng này lúc nào nó cũng ngập nước, nó không có cái giai đoạn mà mình phơi nước, phơi phơi khô, mình rút nước, mình cắt nước, mình phơi khô nha. Nếu như bình thường á, thì sau khi phun thuốc xong 1 đêm, có nghĩa là chiều hôm nay mình phun và sáng hôm sau mình sẽ
hoặc là chiều hôm sau mình sẽ cắt nước ra, mình cho nó chảy hết nước trong ruộng ra để mình thay vô nước mới. Đó là nếu mà cách làm đúng nha. Tại vì khi mà mình phun thuốc á, những cái thành phần sâu bệnh nó sẽ rớt, nó rớt trên cái mặt nước này các bạn. Nó rớt trên cái mặt nước này. Thì các bạn cắt nước ra thì nó sẽ đẩy được các cái thành phần dịch bệnh chạy ra ngoài. Và các bạn thay vô nước mới thì cái lúa nó sẽ rất là đẹp nha. Ok các bạn, hôm nay mình ra đồng nhân cái dịp lúa mình nó đang chín và sắp gặt, thì mình chia sẻ cái miếng ruộng của mình ra thăm coi nó có đổ ngã hay không. Nhưng mà không có đổ ngã thì mình cảm thấy rất là ok, tuyệt vời rồi. Thì hy vọng rằng các bạn yêu thích cái nghề nông thì các bạn cho mình xin một like và một chia sẻ video cũng như là một đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Thì chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 gặp được nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha các bạn. Đây thì các bạn thấy là trời nó âm u nè, trời hôm nay là nó rạng rạng xíu, từ hôm qua giờ là nó mưa liên tục, là không có giây phút nào ngừng nghỉ các bạn, là thúi đất thúi cát luôn. Thì sáng nay hơi rạng rạng xíu thì mình tranh thủ mình ra mình thăm ruộng, nhưng mà chiều nay xíu nữa chắc còn 10 11 giờ nó lại mưa thôi. Bão đang vẫn còn chưa có kết thúc đâu các bạn. Những cái miếng ruộng bên trong kia thì nó ngã rất nhiều. Công việc của khu vực này á, là nó ảnh hưởng thời tiết này, rồi con người này, nói chung là nó bị chi phối rất nhiều, chứ không thể nào mà làm được cái miếng ruộng mà nó ngon lành. Chứ còn nếu ruộng mà nó đi rào lại thì nó rất là không ai làm như thế các bạn. Ruộng bờ thì để mình đi mình chăm sóc cũng như là thu hoạch đồ cho nó dễ, chứ không ai mà đi kéo lưới kéo đồ mà rào đám ruộng lại nha. Trâu bò đồ nó phá, rồi người phá. Nói chung là lâu lâu người ta dẫn theo chó đi mà chó nó lội trong ruộng, nó chỉ cần băng qua nó nhảy nguyên cái đám ruộng này, nó làm mái đường là ngã hết rồi. Thôi mình bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.